Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về tin tức chiến sự Ukraine và Nga. Và trong hai ngày vừa qua thì đã có một tin tức hết sức chấn động trên thế giới thưa quý vị. Và trên màn hình đây là bài báo của Yelena Izanova ra ngày 10 tháng 4 thưa quý vị. Và trong đó cho biết là giới chức Ukraine đã cho biết rằng qua cái cuộc xâm lăng của nước Nga thì quân đội Ukraine là một trong những quân đội mạnh nhất thế giới thưa quý vị. Và Bộ trưởng Ngoại giao Kubela của Ukraine trong chương trình phỏng vấn Meet the Press, tức là gặp gỡ báo chí của hãng thông tấn NBC của Hoa Kỳ, thì đã tuyên bố là quân đội Ukraine không tính về số lượng hoặc là chất lượng, nhưng mà nếu tính về tinh thần và khả năng chiến đấu thì nói không ngoa quân đội Hoa Kỳ đứng nhất thế giới, thì quân đội Ukraine đã chứng tỏ khả năng và kinh nghiệm chiến đấu đứng hạng 2 thế giới thưa quý vị. Và đó là lời tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Dmytro Kuleba của Ukraine thưa quý vị. Nói chung là qua cái cuộc chiến với nước Nga và việc mà quân đội Ukraine tạm gọi là thành công khi mà bảo vệ được thủ đô Kiev thưa quý vị, và đã và đang có cuộc tổng phản công với quân đội Nga trên các mặt trận khác, thì phía Ukraine đã tái chiếm thành công nhiều thành phố trong cái chiến dịch tổng phản công của mình. Và do đó chúng tôi nói là phía Ukraine theo báo chí phương Tây cho biết là đã lên tinh thần rồi quý vị. Từ một người, một quốc gia bị đánh bất ngờ, bị áp đảo trên các mặt trận tiền tuyến phía Bắc, phía Đông, phía Nam, vân vân, với 4 mũi tấn công của quân đội Nga, thì hiện nay tình thế đang diễn ra hết sức gay go, giằng co. Nhưng phía quân đội Nga ở phía Bắc, mặt trận phía Bắc, mặt trận Kiev thì đã rút lui thưa quý vị. Có thể nói hiện nay là các lãnh đạo của Ukraine đang tâng bốc ca ngợi quân đội Ukraine lên tới tận mây xanh thưa quý vị. Và có thể nói rằng theo lời của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Kuleba nói rằng: "Tôi tin rằng nếu mà không phải mà tân bốc một cách quá đáng thì Ukraine đã chứng minh là một trong những quân đội hùng mạnh nhất trên thế giới, và đó đứng hàng thứ hai sau nước Mỹ thưa quý vị." Và ông Kuleba này nói rõ là đây không phải nói về số lượng quân nhân, mà nói về kinh nghiệm tác chiến và khả năng chiến đấu thưa quý vị. Nói chung là trong những ngày vừa qua, đặc biệt là sau ngày 30 tháng 3 khi mà quân đội Nga bắt đầu rút lui ở các thị trấn xung quanh Kiev và rút lui theo hai ngã thưa quý vị. Một ngã thì về Belarus, một ngã thì rút về phía Nga hoặc là đi vòng qua phía Bắc của thành phố Kharkov để hội quân với hai nhánh quân ở miền Donbass, ở Luhansk và ở Donetsk. Và theo tin tức cho biết thì đoàn xe dài tới 13 cây số và có tới 90.000 quân thưa quý vị. Có thể nói rằng
quân đội Ukraine cho rằng họ đã thành công trong việc ngăn chặn Nga và đã tạo nên những cái chiến thắng mà họ gọi là ngàn năm có một, thưa quý vị. Và hiện nay họ đang đề cao và lên tinh thần và có thể nói là dùng bộ máy tuyên truyền thổi phồng lên những nhân vật, những người lập nên những thành tích hoặc họ gọi là những kỳ tích vệ quốc, bảo vệ tổ quốc Ukraine, vân vân, thưa quý vị. Tuy nhiên, cùng lúc việc mà tôn vinh những thành tích thì đồng thời phía Ukraine cũng bỏ nhỏ và cho biết là họ rất cần những vũ khí vì nếu tiếp tục chiến đấu thêm vài tuần nữa thì có lẽ cũng sẽ cạn kiệt vũ khí và tình hình lúc đó thì không biết như thế nào, thưa quý vị. Nói chung là vừa lên gân, nhưng mà nói theo ngôn ngữ của giang hồ là vừa đi xin xỏ, thưa quý vị. Tình thế của Ukraine đang nguy ngập như thế. Và cũng chẳng có lạ khi mà họ phải tuyên truyền, tung tin để mà lên tinh thần, lên dây cót, thưa quý vị. Và hiện nay thì quân đội Ukraine đang sống trong một cái hào quang mà họ gọi là kỳ tích ngàn năm có một, vệ quốc, kháng quân xâm lược Nga, vân vân, thưa quý vị. Nói chung là những lãnh đạo của Ukraine cho rằng là quân đội của họ đủ sức chiến đấu với quân đội Nga và thậm chí là còn sẽ thắng Nga nếu được viện trợ đầy đủ, thưa quý vị. Và họ cho rằng như ông Bộ trưởng Ngoại giao Kuleba của Ukraine cho rằng nếu mà Ukraine đã là một thành viên của NATO thì chắc chắn cuộc chiến này một là không xảy ra, hai là nếu xảy ra thì Ukraine chắc chắn thắng, thưa quý vị. Còn hiện nay thì ông vẫn đang vận động ngoại vận, quốc tế vận để xin xỏ vũ khí. Và ông kêu gào hãy viện trợ gấp vũ khí, không phải số lượng, không phải chất lượng, mà cần thời gian tính. Vì những cuộc, những trận đánh lớn sắp xảy ra, nếu viện trợ vũ khí không đến kịp Ukraine, thì Ukraine có thể thất thủ và không bảo vệ được sự tự do cho khối Âu Châu, tự do cho NATO, tự do cho Liên Âu. Mà lúc đó thì Nga tha hồ, tung hoành, làm mưa làm gió, muốn làm gì cũng được, thưa quý vị. Nói chung là ông Bộ trưởng Ngoại giao Kuleba cho biết rằng là quý vị, các quốc gia Liên Âu hãy đổ nhiều vũ khí vào và chúng tôi sẵn sàng chiến đấu và có thể sẽ chiến thắng mà ở trong ngoặc kép và đóng ngoặc kép, thưa quý vị. Tuy nhiên, lãnh đạo của một số quốc gia của NATO và đặc biệt là Hoa Kỳ thì cho biết rằng chỉ viện trợ nhỏ giọt không thể mà áp đặt những biện pháp như no-fly zone, vùng cấm bay chẳng hạn, hoặc viện trợ vũ khí nặng cho Ukraine. Vì hiện nay phía Hoa Kỳ đang và phía Ukraine cũng đang lo ba vấn đề mà phía Nga có thể sử dụng. Đó là vũ khí hóa học. Thứ hai, vũ khí vi trùng, sinh hóa. Thứ ba, vũ khí hạt nhân, thưa quý vị. Và chúng ta biết rằng cuộc chiến tranh lạnh đã bắt đầu và người ta đang lo sợ sẽ bị lôi kéo vào thế chiến thứ ba, thưa quý vị. Và nếu mà thế chiến thứ ba xảy ra thì chắc chắn sẽ tan hoang thành bình địa. Và phía Ukraine đã cho biết là cuộc chiến tranh vệ quốc của họ với Nga đã đẩy lùi nền kinh tế của họ đi tới tận 30 năm, thưa quý vị. Và hiện nay thiệt hại lên tới hàng
700-800 tỷ đô la. Và phía Ukraine nói rằng là người Nga đã đánh quỵ nền kinh tế của Ukraine nhằm mục đích biến Ukraine trở thành một đất nước lem luốc, nghèo đói, thưa quý vị. Và do đó là họ đang kêu gọi người dân Ukraine lên đường cầm súng chống lại quân đội Nga. Và bên phía Nga cũng hiện nay đang có một vị tướng tổng chỉ huy, thưa quý vị. Sau khi mà khai hỏa và tấn công Ukraine thì phía Nga chia làm 4 cánh quân và mỗi cánh quân độc lập với nhau. Thì bây giờ Tổng thống Vladimir Putin của Nga quyết định cần có một vị tổng chỉ huy để phối hợp với các vị chỉ huy trên các mặt trận, các chiến trường, thưa quý vị. Và đặc biệt là phía Nga sẽ kỷ niệm ngày 9 tháng 5, tức là ngày chiến thắng phát xít Đức. Và tin tức cho biết là phía Nga cũng rất mong muốn có những chiến thắng đối với lực lượng tân phát xít của Ukraine để mà có thể diễn hành trên cung điện Kremlin với những chiến thắng mới đối với lực lượng tân phát xít, thưa quý vị. Và đó là những tin tức đồn đoán nói rằng Nga đang bị áp lực về những chiến thắng, và phía Ukraine cũng đang bị áp lực giành lại lãnh thổ từ những tỉnh ly khai và cần phải có những chiến thắng quân sự để mà đặt nặng trên bàn cân trong vấn đề thương thảo hòa bình, thương thảo trong thế mạnh, thưa quý vị. Và chúng ta cũng đã bàn và đã biết là có tới 6 điều khoản cần phải được đồng ý. Và phía Nga và Ukraine cho biết rằng trong lúc hòa đàm vẫn tiếp tục đánh nhau, vẫn tiếp tục cuộc chiến, thưa quý vị, không dừng, không nghỉ, đánh cho tới khi nào hai bên phải đồng ý ngừng bắn, rồi lúc đó mới bàn thảo hội nghị bàn về hòa bình, thưa quý vị. Còn đánh nhau cho tới khi nào mà ngừng bắn thì thôi, còn không ngừng bắn thì cứ đánh tiếp, hòa đàm thì vẫn cứ bàn. Nói chung là cuộc chiến diễn ra trong những ngày tới, tuần tới, tháng tới sẽ hết sức ác liệt, khốc liệt, và thương vong, tử vong chắc chắn cũng sẽ lên rất cao, thưa quý vị. Và phía Nga thì hiện nay đang tập trung nỗ lực quyết chiếm 100% Donbass. Hiện nay ở Lugan thì đã chiếm hơn 90%, còn ở Donetsk thì là 55% diện tích, thưa quý vị. Nói chung là hai bên sẽ có những điều chỉnh chiến thuật, chiến lược, và phía Nga thì vẫn sử dụng chiến thuật, chiến lược, sử dụng tên lửa tầm trung, tên lửa tầm xa để bắn phá các mục tiêu quan trọng có giá trị của Ukraine nhằm áp đảo tinh thần từ những vũ khí hạng nặng, thưa quý vị. Còn phía Ukraine chúng ta cũng biết là sẽ dùng những vũ khí tầm gần, chống tăng hiệu quả tối tân nhất thế giới để mà đối chọi với lực lượng tăng thiết giáp nổi tiếng của quân đội Nga. Thì có thể nói là cuộc chiến phi đối xứng, không cần sức, một chọi 10 của Ukraine, thưa quý vị. Do đó lực lượng Ukraine chắc chắn sẽ tiếp tục sử dụng những chiến thuật đột kích đêm, lợi dụng bóng đêm là kẻ thù của quân đội Nga, lợi dụng bóng đêm để mà tấn công rồi rút lui dễ dàng, thưa quý vị, và gây hoang mang, gây sự trì hoãn chiến, làm cho tốc độ tiến quân không thể đẩy lên được. Khi mà một đội quân bị trúng súng cối, hoặc là trúng bãi mìn, hoặc là các xe chỉ huy trúng các tên lửa
cuối tuần của Mỹ như Javelin chẳng hạn như vậy, hoặc là những trực thăng yểm trợ tầm thấp, máy bay cường kích yểm trợ tầm thấp bị những tên lửa vắt vai như Stinger, Priorun. Priorun là một loại tên lửa vắt vai của Ba Lan chẳng hạn như vậy, thì sẽ thiệt hại nặng nề thưa quý vị. Và từ thiệt hại nặng nề thì chắc chắn hai bên sẽ dẫn tới ngừng bắn và sẽ có những thương thảo về hòa bình thưa quý vị. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Văn Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.